Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của kích thích. Kích thích và ví dụ là gì? Kích thích là một cái gì đó gây ra một phản ứng, đặc biệt là sự quan tâm, hứng thú hoặc năng lượng. Một ví dụ về kích thích là một vật sáng bóng cho em bé. Một ví dụ về kích thích kinh tế là một dòng tiền vào nền kinh tế được thiết kế để giúp nền kinh tế đạt được động lực hoặc năng lượng. Một kích thích trong sinh học là gì? Kích thích sinh lý, một sự thay đổi có thể phát hiện được trong môi trường bên trong hoặc bên ngoài. Sinh lý, điều đó ảnh hưởng hoặc gây ra sự gia tăng tạm thời của hoạt động sinh lý hoặc phản ứng trong toàn bộ sinh vật hoặc trong bất kỳ bộ phận nào của nó. Tại sao kích thích lại quan trọng? Phát hiện các kích thích rất quan trọng để thích nghi hoặc điều chỉnh các thay đổi trong môi trường. Cơ thể con người được trang bị cơ chế phản ứng cho phép chúng ta điều chỉnh các thay đổi trong môi trường để sinh tồn. Một kích thích đóng vai trò là gì? Receptor trên bề mặt tế bào và các thành phần cảm biến theo dõi các kích thích và phản ứng với những thay đổi trong môi trường bằng cách truyền tín hiệu đến trung tâm điều khiển để xử lý phản hồi thêm. Kích thích luôn được chuyển đổi thành tín hiệu điện thông qua tại nạp. Điều gì gây ra một kích thích? Một kích thích gây ra một hành động hoặc phản ứng như tiếng chuông đồng hồ báo thức của bạn nếu bạn không ngủ qua nó. Kích thích là một từ thường được sử dụng trong sinh học. Ví dụ, thứ gây ra phản ứng trong cơ quan hoặc tế bào. Đối với nhiều hơn một kích thích, sử dụng kích thích không phải kích thích. Làm thế nào để bạn phải đáp ứng với một kích thích? Giống như bạn làm một kịch bản thảo luận về tất cả các ý tưởng nảy ra trong đầu khi sử dụng kích thích của bạn đáp ứng với các kích thích khác. Thứ nhất, đồ tạo tác, ví dụ như hình ảnh, tranh vẽ, đạo cụ, trang phục, tác phẩm, nghệ thuật. Thứ hai, âm nhạc. Thứ ba, báo, tạp chí hoặc các bài báo trực tuyến. Thứ bốn, thơ. Thứ năm, trích sách. Thứ sáu, đoạn ghi hình. Thứ bảy, biểu diễn sân khấu trực tiếp. Kích thích trong giao tiếp là gì? Một kích thích là một gây ra phản ứng trong một thực vật hoặc một phần của cơ thể. Nó tạo ra nhu cầu giao tiếp và do đó phải có sự kích thích để giao tiếp diễn ra. Kích thích này có thể là bên ngoài hoặc bên trong. Khi nó phát triển trong một môi trường, nó được gọi là kích thích bên ngoài. Làm thế nào để một kích thích gây ra một phản ứng? Khi một kích thích được áp dụng cho một cụ thể cảm giác, nó thường lợi là ảnh hưởng đến một phản xạ thông qua sự tải thả nạp kích thích. Mặc dù kích thích thường gây ra cơ thể đáp ứng, nó là sự mà cuối cùng sẽ xác định xem một tín hiệu gây ra một phản ứng hay không. Làm thế nào để kích thích đến não? Khi xung đến cuối sợi trục, các hóa chất được giải phóng và nhặt lên bởi một tế bào thần kinh lân cận, khiến cho xung thần kinh tiếp tục. Tất cả cảm xúc, quyết định và hành động, thể chất của bạn đều xảy ra qua các xung thần kinh truyền qua các tế bào thần kinh trong não, tủy sống và dây thần kinh của bạn. Đặc điểm của kích thích là gì? Trong tâm lý học nhận thức, một kích thích là một sự thay đổi năng lượng, ví dụ ánh sáng hoặc âm thanh, được đăng ký bởi các giác quan, ví dụ thị giác, thính giác, vị giác, vân vân, và tạo thành cơ sở cho nhận thức. Trong tâm lý học, hành vi nghĩa là điều kiện cổ điển và điều hành. Một kích thích tạo thành cơ sở cho hành vi. Kích thích giác quan là gì? Một kích thích giác quan là bất kỳ sự kiện hoặc đối tượng nào được nhận thức bởi các giác quan và gợi ra phản ứng từ một người. Các kích thích có thể có nhiều dạng như ánh sáng, nhiệt, âm thanh, xúc giác, cũng như từ các yếu tố bên trong. Phản ứng bất thường với các kích thích giác quan thường được gọi là phản ứng quá mẫn. Các hoạt động kích thích giác quan là gì? Các hoạt động giác quan cải thiện sức khỏe, cảm xúc và thể chất của người
mắc chứng bệnh trí nhớ. Kích thích giác quan là sự kích hoạt của một nhiều hoặc nhiều giác quan như vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác và xúc giác. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.